Ở tại thành phố Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng vừa mới ghi nhận một trường hợp ở phường 8 tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chủ quan của bệnh nhân đã phớt lờ yêu cầu tuân thủ điều trị của bác sĩ. Bệnh nhân tử vong là nam thanh niên sinh năm 1983. Theo các bác sĩ thì sau khi được chẩn đoán sốt xuất huyết, bệnh nhân đã không quay lại khám theo lịch hẹn mà đã tự mua uống thuốc tại nhà. Ngoài bệnh nhân tử vong, từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố Vũng Tàu cũng ghi nhận 220 ca mắc sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Toàn thành phố phát hiện 50 ổ dịch và tất cả các ổ dịch đều được xử lý trong vòng 24 giờ, sau đó tiếp tục được nhân viên y tế dự phòng theo dõi liên tục trong vòng 2 tuần. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu khuyến cáo người dân là không lơ là chủ quan với bệnh sốt xuất huyết mà cần chung tay cùng với cơ quan chức năng thành phố Vũng Tàu để đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như câu chuyện của nạn nhân trên.